và chúng tôi bắt đầu xuất phát cùng túi chứa 7 thùng đi qua hồ Tô Đơn. Khởi động buổi sáng. Xuất phát rồi. Đoạn đầu đường hơi bê tông hóa. Thành viên giáo viên trường Minh Đức mang nón lá luôn. Binh đoàn nón lá đang xuất hiện. Một, hai, quay, nghiêng, đạp, nha. Trời ơi, đúng theo núi luôn. Thấy bố mình rồi hả? Trên rồi, dưới. Gọi là xỏ khe núi. Dốc. Yeah. Chà, dốc rồi nha. Ở đây có cái chốt bị tháo hay sao nè? Có chốt nè. Để gì ghê vậy? Cái đó để an toàn hay gì? Không biết, không tính năng rồi đó mà hết. Mọi người có thể... Đúng rồi, sao? Chúng ta ngồi trên mỏm đá của bãi thùng. Điểm cao nhất của cung bãi thùng. 1, 2, nghìn, phải giá, yeah! Sướng trước khổ sau. Buổi ăn trưa giữa rừng. Ôi, là hấp dẫn. Quá hấp dẫn. Bánh mì bò kho, bò Ninh Sơn. Bò Ninh Sơn. Chả cá. Ninh Thuận. Chả cá là chả cá Vinh Khánh. Chả cá Vinh Khánh. Dạ, Vinh Khánh, Vinh Khánh là cái chợ nải á. Em ơi, đang thắc mắc cái bánh tráng mình cuốn với cái gì đó em? Rau chấm với chả cá. Chả cá. Hải sản là nếu cái đầu đó là đâu có bị. Tôi sắp ra được tới bãi thùng rồi. Ra chỗ thoáng. Từ cái vị trí tảng đá này có thể nhìn thấy đảo
Bình Hưng. Xuống chọt xuống luôn. Đấy. Tôi leo ở đây để ngắm toàn cảnh Bình Hưng. Đi bỏ chai nước. Không lên nữa thôi. Không, đá chân ngồi dưới đó. Rồi không lên thì vô đây, ai cũng lên thì lên. Chúng ta dưới lên đây chụp xanh xong rồi xuống không? Ừ. Thôi chết thằng thùng nói. Thôi khỏi. Ở dưới là 7 thùng. Thì nó cũng là ở Bình Hưng đấy. À cái chỗ này đang cái kia xanh xanh đó hả? Đây 7 thùng là chỗ chắc chắn. À đây này mình sẽ đi xuống đây đúng không? Đúng rồi. Tiếc là tàu không cập bến được. Tiếp tục hành trình check lên điểm lên xe. Thôi nhìn các bạn anh chị mình ơi. À, xin mời uống trà trà sữa chân trâu đường đen có luôn. Uống mẹ. Mời lên xe. Bye bye 7 thùng. Nữa. Rồi ok rồi. Okay. Dạ. Buổi tối tại bãi nước ngọt của các thành viên leo cung Tám Bà Điên. Từ Tám Đàn Tiên xuống con dốc đến bãi thùng là thành Tám Bà Điên luôn. Sáng sớm đón bình minh tại khu vực hang rái. Một tảng đá giống như một chú chim. 1, 2, 3, 4 nhá. Đúng rồi, đấy làm con sống luôn. Ok, good. Đó. Ai có trứng thì luộc đúng không? Xuống đây bãi này ai có trứng sẽ được luộc trứng. Ai có gì được lại. Xuống đây này ai có trứng thì được luộc trứng. Em không có. Mày vô anh coi.
không? Nắng quá nên anh luộc trứng rồi. Phải đá trứng. Thẳng xuống luôn, thẳng xuống luôn. Đây, phải đá trứng. Mà đi trứng khủng long không ạ? Ngỡ là gọi trứng à, nó cứ tròn 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 tròn. Đây không phải là chợ.